Xin chào các bạn đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong video này mình sẽ cùng các bạn đánh giá review chiếc xe đạp Giant Suito. Xin chào anh Phạm Lợi, xin chào anh Trương Văn Hào. Và sau đây, sau kết thúc cái live stream trên Facebook này thì mình sẽ đào cái video này về và mình sẽ upload lên cái kênh YouTube xe đạp Hải Phòng và trên nền tảng YouTube của mình. Và sau đây là mình sẽ cùng các bạn đánh giá và trải nghiệm những cái cấu tạo và độ mới của chiếc xe đạp Nhật bãi hiệu Giant. Vâng, xin cảm ơn anh Phạm Lợi. Nghe anh giới thiệu hay thật đấy, cảm ơn anh. Và bây giờ em sẽ đổi camera để chúng ta cùng xem những cái chiếc xe đạp mà em mới về. Vâng, và đây là trong khung hình đây thì như các bạn đã thấy là chiếc xe đạp là Giant hiệu Suito. Xe này thì có xin chào anh Phạm Mai. Có cái size cứ rất là nhỏ. Size của cái chiếc xe đạp mà Giant Suito này thì nó chỉ vào khoảng size rất là nhỏ các bạn. Đây chúng ta sẽ tiến hành đo size. Là size của chiếc xe đạp này sẽ tính từ khoảng cách từ tâm trục cho đến cọc đạp là size là 43. Size chiếc xe đạp này là 43. Xin chào anh Ngô Trọng Vũ. Vâng, và chiếc xe đạp có size 43 thì như chúng ta thấy là ở trên khung đây cũng có chiếc tem là Giant này. Xin chào anh Phong Nguyễn. Xe Giant. Xin chào anh Lê Chính Huy. Chiếc xe là size chữ S, size S tức là size small và có đường chiều dài của cái tốp tút đấy là 430 mm, có nghĩa là size 43 như là chúng ta vừa đo lúc nãy. Và xe thì có khung sườn bằng nhôm, hợp kim nhôm. Đấy, chúng ta lấy nam châm chúng ta không hút. Và tất cả sơn là sơn zin. Khung sườn bằng nhôm, mối hàn là nhôm là to. Xin chào anh Lê Chính Huy, xin chào anh Phong Nguyễn. Đấy, như vậy là cái xe size 43 này thì sẽ phù hợp với những cái người sử dụng có chiều cao từ 1m58 cho đến 1m68. 1m7 nó đi phù hợp, còn trên 1m7 thì không phù hợp. Như vậy thì các bạn có thể hình dung được là chiếc xe là có phù hợp với chiều cao của mình hay không. Xe thì được làm bằng khung nhôm, hợp kim nhôm hết, hãng Giant. Rất là quen thuộc. Hiệu là Suito. Suito và hiệu là của thương hiệu Giant, thuộc model là Suito. Xe được trang bị líp thả. Líp thả 7 tầng và bộ chuyển động Shimano Antut. Shimano Antut là một bộ chuyển động mà thuộc dòng trung cấp. Nó sẽ cao cấp hơn Shimano Tourlay và nó sẽ thấp cấp hơn Shimano Acera. Nên là như vậy là các bạn có thể thấy là để mà chiếc xe giá tầm trung như này thì bộ chuyển động Shimano Antut là rất là hợp lý. Và xe được trang bị đũa lốc này. Đũa lốc vành nhôm một lớp và bánh 700C. Cùng với đó là một bộ phanh V. Bánh đằng trước và sau. Không như những cái chiếc xe gian khác ấy thì được trang bị đùi đĩa 3 tầng. Chiếc xe gian Suito này thì nguyên bản của nhà sản xuất chỉ được trang bị đĩa 1 tầng thôi. Một tầng đĩa thôi. Nên là chúng ta sẽ có một tầng đĩa với 7 líp là chúng ta sẽ có 7 tốc độ khác nhau. Và chiếc xe gian Suito này là được hãng Asahi của hãng một cái hãng bán xe đạp của Nhật Bản cung cấp tại thị trường nội địa Nhật Bản. Đằng trước chúng ta có bánh đằng trước cũng như vậy, được trang bị Mayer Formula. Vành nhôm, đũa lốc, đũa inox, vành nhôm và phanh V, một cụm phanh V. Chúng ta ở trên tay cầm thì chúng ta xem đến phần tay cầm. Tay cầm của chúng ta là tay cầm bằng. Đấy, mọi người đạp xe hay gọi là tay bằng.
Xin chào anh dân chuyên đồ thờ. Bên tay phải chúng ta có một cái tay chuyển số, tay vặn 7 tốc độ. Đi kèm với đó là một đôi tay phanh hiệu Techo, rất là quen thuộc trong cái là trong cái dòng xe đạp Nhật Bản. Đằng trước thì chúng ta có một giảm sóc hiệu SR Sun Tour, cũng rất quen thuộc trong dòng xe đạp touring của Nhật Bản. Đây, chúng ta cùng xem bên này nữa. Những cái xe mà xe đạp thì hải phòng.com bán ra thì đều chúng tôi để sơn zin nguyên bản, không có dặm tốt. Thì sơn zin của chiếc xe thì rất là bền cứng và rất là tốt, không thể những cái sơn mà chúng ta bán lại ở tại Việt Nam ấy, chúng ta sơn lại về tại Việt Nam thì cái độ cứng và độ bền không thể bằng sơn nguyên bản được. Chân chống của chiếc xe cũng còn rất là mới, khung nhôm và sơn rất đẹp, hầu như là không có xước, một không có xước nhiều, chỉ có một tí một chỗ, một vài chỗ nhỏ nhỏ thôi. Lốp cũng còn rất là đẹp, lốp 700x38 và hiệu Zalo luôn. Zalo này thì cũng nắp sang những cái chiếc mà xe Zalo, xe Giant. Đây, bên này chúng ta quay kỹ lại cái tem này. Thì cái xe này là khung hợp kim nhôm hoàn toàn hiệu Giant và model là Suito. Các bạn có thể lên Google các bạn search Giant cách Suito là sẽ ra. Và xe size của chiếc xe này là size small, với kích thước là 430mm, phù hợp với những người có chiều cao từ 1m rưỡi, 1m rưỡi cho đến 1m6, 1m68. Chứ khoảng trên 1m7 thì các bạn sử dụng xe này thì không hợp. Tầm khoảng từ 1m rưỡi cho đến 1m68, 1m55, 1m58, 1m68 là phù hợp. Và giá của chiếc xe này là 4,5 triệu. Quý vị có quan tâm đến chiếc xe đạp và muốn biết được khi mà sở hữu chiếc xe thì được hưởng kèm những cái chế độ bảo hành hay là những cái quà tặng gì đi kèm, thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943 ở trên video, và chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị những cái chế độ bảo hành, bảo dưỡng và những cái đồ phụ kiện tặng kèm đi cùng, quý vị sẽ được hưởng khi mà mua xe tại xe đạp hải phòng.com. Và như vậy là trong cái live stream này thì mình đã kết thúc đánh giá chiếc xe đạp và Giant hiệu Suito, và trong hẹn gặp lại quý vị trong những cái video live stream khác, mình sẽ đánh giá những cái xe đạp khác mới về. Trong live stream này mình chỉ đánh giá chiếc xe đạp Giant Suito mà thôi. Giá của chiếc xe này là 4,5 triệu, và quý vị muốn quan tâm chiếc xe này sẽ được tặng kèm những cái gì và chế độ bảo hành như thế nào thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trong video 0975709943. Size của xe là size small. Xin chào anh Huân Tưởng, xin chào chị Hiên Nê, xin chào anh Hiên Nê, và phù hợp với những người cao từ 1m58 cho đến 1m68. Vâng, và quý vị nếu mà quan tâm đến xe đạp thể thao Nhật bãi hoặc là những cách sửa chữa bảo dưỡng phân biệt phụ tùng thì quý vị hãy ấn ở trên Facebook thì ấn like video và ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng và ấn chọn chế độ xem trước. Còn nếu ở trên nền tảng YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký thì có chiếc chuông để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên kênh. Và sau bây giờ là tôi đã sẽ có mà làm một cái video nhỏ để hướng dẫn quý vị ấn chế độ xem trước ở trên Facebook và ấn like video và ấn đăng ký kênh làm sao và quý vị để sẽ là người đầu tiên được YouTube và Facebook ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có live stream hoặc là video. Thì sau đây là sẽ có hướng dẫn. Và xin cảm ơn các anh đã theo dõi live stream của em từ đầu đến cuối, và rất cảm ơn sự quan tâm của các quý khách. Và bây giờ thì em đã kết thúc cái live stream đánh giá xe đạp thể thao touring Nhật bãi hiệu Giant và có model là Suito. Vâng, và bây giờ em xin kết thúc live stream tại đây.
Cảm ơn anh Huân Tưởng, cảm ơn anh Hiên Nê, xin chào anh Dân Chuyên Đồ Thờ, xin chào anh Lê Huy Chính, xin chào chị Phong Nguyễn, anh Phong Nguyễn, xin chào anh Ngô Trọng Vũ, xin chào anh Mai Phạm, xin chào anh Phạm Lợi, xin chào anh Trương Văn Hào, xin chào chị Phạm Thị Hồng Liên. Vâng, xin chào tất cả các anh. Vâng, vâng, xin chào ạ. Vâng, em cảm ơn. Vâng, và em xin kết thúc livestream tại đây. Vâng, và hẹn gặp lại các anh chị trong những video livestream đánh giá, review xe tiếp theo. Xin chào anh Huynh, xin chào anh Trung Dũng. Vâng, và em xin kết thúc livestream tại đây. Và em các anh chị có thể xem lại cái livestream đánh giá chiếc xe đạp Giant Suito tại Facebook cá nhân của em. Và sau đây em sẽ download cái lốt cái livestream này về và em up lên kênh YouTube của em. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo ngay bây giờ. Cảm ơn.